Trưởng lão Thích Thông Lạc. Những lời gốc Phật dạy. Tập 1. Trưởng lão Thích Thông Lạc. Tâm bất động, lời Phật dạy như đá tảng kiên cố, không gió nào lay động. Cũng vậy, giữa khen chê, người trí không dao động. Chú giải, người tu theo đạo Phật, mục đích đạt được là phải giữ gìn tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ. Cho nên, trong kinh Pháp Cú dạy, như đá tảng kiên cố, không gió nào lay động. Đúng vậy, khi tu tập tâm kiên cố như tảng đá, thì tám gió thổi không động, bát phong suy bất động. Muốn được tâm bất động như vậy, thì phải biết pháp môn nào tu tập sẽ được tâm bất động, còn ngược lại thì sẽ không đạt được. Trong Phật giáo duy nhất chỉ có giới luật là giúp cho hành giả tu tập tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ. Trong giới luật có những pháp môn tu tập để tâm được thanh tịnh gọi là giới hành. Giới hành còn có tên là tứ chánh cần. Trong tứ chánh cần gồm có 4 loại định. 1. Định chánh niệm tỉnh giác. 2. Định sáng suốt. 3. Định niệm hơi thở. 4. Định vô lậu. Nếu một người tu hành thật kỹ 4 loại định này, thì giới luật sống rất nghiêm chỉnh, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào. Giới luật thanh tịnh tức là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh tức là tâm bất động như trong kinh Trường Bộ dạy. Giới luật làm thanh tịnh trí tuệ làm thanh tịnh giới luật. Như chúng ta đã biết, tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ là mục đích giải thoát của Phật giáo. Vì thế, trong kinh Pháp Cú cũng dạy: cũng vậy, giữa khen chê, người trí không dao động. Tâm không dao động là mục đích tu hành của chúng ta. Chúng ta đã hoàn tất con đường giải thoát. Xem thế, chúng ta mới thấy Phật giáo lấy đạo đức nhân bản, nhân quả của con người làm hàng đầu tu tập trong các pháp. Tóm lại, 4 câu kệ này nói rõ mục đích tu chứng của Phật giáo cần phải đạt cho bằng được. Mặc dù với bất cứ một giá nào, ta cũng phải giành phần chiến thắng về mình thì mới xứng đáng là đệ tử của Đức Phật, mới đem lợi ích cho mình, cho người, và nhất là làm sáng tỏ lại Phật giáo không bị những lớp giáo lý của các tổ trù dập đạo Phật từ lâu. Bởi vì chỉ cần có một người tu chứng quả A-la-hán thì sẽ là một bằng chứng để chấn chỉnh lại Phật giáo. Nhưng ai tin người này? Thưa các bạn, nếu muốn cho mọi người tin thì phải thể hiện thần thông. Nhưng thể hiện thần thông thì Đức Phật không chấp nhận và cho đó là ngoại đạo, dùng thần thông lừa đảo người. Giả lại, mục đích của đạo Phật là chỗ tu chứng bất động tâm, chứ không phải thần thông. Vì thế, đem thần thông ra bảo chứng cho Phật giáo là không đúng. Vì muốn hiểu biết điều này, chứng quả A-la-hán, nên vua Ba Tư Nặc hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, những vị khất sĩ đi ngang qua đây muốn biết vị nào chứng quả A-la-hán thì phải làm sao? Đức Phật trả lời: Nên ở gần bên họ từ 1 ngày đến 7 ngày, từ 1 tháng đến 7 tháng thì sẽ rõ. Như vậy, lời dạy này các bạn có hiểu ý của Đức Phật không? Đó là Đức Phật dạy các bạn muốn biết người nào chứng quả A-la-hán thì nên quan sát họ trước mặt cũng như sau lưng có sống đúng những đức thánh giới hạnh không. Nếu sống đúng là chứng quả A-la-hán, mà sống không đúng thì chưa chứng quả, còn đang hướng đến quả A-la-hán. Chỗ giới đức thanh tịnh đó chính là tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ. Người nào tâm bất động thì đó là một vị thánh đệ tử của Phật. Cho nên, bài kệ trên đây xác định mục đích tu chứng của Phật giáo rất đơn giản. Tu tập không có gì khó khăn mệt nhọc, chỉ cần biết các pháp đều do quy luật nhân quả tác dụng, chớ chẳng có gì là chân thật cả. Cho nên, khen chê đều cũng như nhau, chẳng có gì mừng vui, chẳng có gì buồn rầu. Phật giáo chỉ có bấy nhiêu đó thôi, phải không các bạn? Như đá tảng kiên cố, không gió nào lay động. Cũng vậy, giữa khen chê, người trí không dao động. Trí ngu. Lời Phật dạy: người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí.
Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi chí ngu. Kinh Pháp Cú. Chú giải: con người ở đời thường hay thấy cái sai của người khác, ít khi thấy cái sai của mình. Đó là những người ngu. Người ngu thường hay nói xấu người khác và hay khoe khoang cái hay ngu của mình. Ở tu viện Chân Như có một số người về đây tu tập, tu hành chưa tới đâu mà vội hội họp nói chuyện khoe khoang mình tu được thế này thế khác. Thậm chí có người còn khoe khoang mình nhập tam thiền tứ thiền, rồi khoe khoang mình có đến 6-7 cái giác chi. Nếu có 6-7 cái giác chi, thế sao đến bây giờ chưa nhập được sơ thiền? Ăn ngủ độc cư còn chưa giữ trọn vẹn. Hễ có chuyện gì không vừa ý là tức giận rồi xách gói ra đi. Vừa rồi có một người tu tập ở đây 3-4 năm, sống không đúng phạm hạnh, bị tu viện mời ra khỏi. Khi trở về thăm tu viện, tuyên bố đã nhập được từ sơ thiền đến phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nhưng xét qua giới luật là người sống phi phạm hạnh, phá giới, phạm giới, đi đâu cũng có vợ con đi theo hộ tống. Thế mà 4 thiền hữu sắc và 4 định vô sắc đều nhập được cả. Như vậy các bạn có tin không? Xét qua giới luật thì biết ngay người ấy nhập định được hay không rất dễ dàng. Mọi người cứ nghĩ rằng thiền định của đạo Phật không có tiêu chuẩn để xét duyệt hay sao? Dám tuyên bố một cách bừa bãi như vậy. Tưởng chưa có ai nhập các định này sao? Đừng khinh rẻ mọi người thái quá. Nói như vậy, người ta không biết mình nói láo sao? Khi mình chưa nhập định được, nói như vậy là làm mất uy tín các bạn ạ. Nói như vậy là tự giết mình. Những người mê mờ dám khoe khoang một điều mình chưa làm được với những người chưa biết, chưa tu. Chứ những người đã biết, đã nhập định thì đâu dễ gì lường gạt họ được. Kinh sách Nguyên Thủy của Phật giáo đã xác định tiêu chuẩn và phương pháp nhập định như thế nào rất rõ ràng. Tại sao các bạn không chịu khó nghiên cứu để không bị những người háo danh lừa đảo? Cho nên Đức Phật dạy, nếu tu tập có đạo lý gì thì không được nói ra. Chỉ nói ra khi thấy mình có lỗi lầm để phát lồ sám hối, ăn năn, chưa bỏ, không tái phạm lại nữa. Đó là những điều Đức Phật nhắc nhở chúng ta hàng ngày. Bởi vậy Kinh Pháp Cú dạy, mình ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Đúng vậy, hàng ngày chúng ta nên xét lại mình, thấy có những điều làm cho mình khổ, làm cho người khác khổ, thì hãy mau ngăn chặn và diệt chúng cho tận gốc bằng cách tư duy quán xét. Và phải luôn luôn xấu hổ khi có một hành động, một lời nói hay một ý nghĩ làm cho mình khổ, làm cho người khác khổ hay tất cả chúng sanh khổ, thì phải hối hận, ăn năn, từ bỏ. Người biết tu tập những việc này là người biết mình ngu, tức là người có trí đấy các bạn ạ. Trong cuộc đời tu hành theo Phật giáo, chỉ có trầm tư suy nghĩ tìm cái ngu của mình để lần lần khắc phục sửa sai những lỗi lầm. Đấy là người có trí các bạn ạ. Còn ngược lại, người ngu mà không biết mình ngu là người rất ngu. Tất cả các pháp trên thế gian này đều vô thường, không có vật gì thường hằng bất biến, không có vật gì là mình, là của mình. Thế mà cứ lầm chấp là mình, là của mình. Do sự lầm chấp như vậy mà lao đầu vào chốn dầu sôi nước bỏng để chịu lấy những sự khổ đau bất tận, cũng giống như loài thiêu thân lăn mình vào ánh sáng của ngọn đèn. Đó là những người ngu mà không biết mình ngu. Còn biết bao nhiêu sự ngu trong thế gian này nữa. Như người chết là tan hoại hết, không còn tàn dư một chút xíu thức nào cả. Vậy mà từ trong các tôn giáo cho đến những người có học thức cùng những người không học thức đều cho rằng người chết còn có linh hồn bất diệt. Nên từ đó họ bỏ tiền bạc tiêu hao về vấn đề này một cách nhảm nhí, rất đáng thương. Họ thường cầu siêu đốt tiền vàng mã cho người chết.
họ làm những điều mê tín lạc hậu. Đó là những người ngu mà không biết mình ngu. Thật là người chí ngu đáng thương vậy. Thưa các bạn, những điều chúng tôi vừa nói trên đây có lẽ là lời nói quá thẳng thắn. Dùng chữ ngu si quá nặng nề khiến cho các bạn tự ái không vui lòng. Có phải vậy không các bạn? Xin các bạn vui lòng tha thứ cho. Nếu không dùng lời nói thẳng thiếu văn hóa, kém lịch sự như vậy thì mọi người cứ nghĩ mình là người khôn ngoan thì tệ nạn mê tín lại còn tệ hại hơn nữa. Xin các bạn cứ suy ngẫm lại thì xét thấy lời nói thẳng của chúng tôi là một lời chân thật, đầy lòng yêu thương của chúng tôi gửi đến các bạn, để trên đời này chúng ta không còn là người ngu nữa. Phải không, hỡi các bạn? Điều phục tâm mình. Lời Phật dạy: dạy người như thế nào, hãy dạy mình như vậy. Khéo điều mới điều người, khó thay tự điều phục. Kinh Pháp Cú 12 La Mã, Phẩm Tự Ngã 159. Chú giải: thường ở đời, người ta hay đem đạo lý này, đạo lý kia ra dạy người khác, nhưng chính bản thân chưa làm đúng những đạo lý ấy. Cho nên Đức Phật dạy: dạy người như thế nào, hãy dạy mình như vậy. Điều tâm là một việc làm rất khó. Nếu ai có tu tập thì mới biết. Khó, vô cùng khó là phải điều tâm cho đúng cách. Nếu điều tâm không đúng cách thì bị ức chế tâm. Ức chế tâm là tự làm khổ mình. Con đường tu hành chẳng đi đến đâu cả. Điều phục được tâm mình tức là làm chủ được tâm. Làm chủ được tâm có nghĩa là tâm ham thích một điều gì thì không làm theo. Ví dụ một, tâm muốn ăn, ngủ phi thời thì không làm theo ăn ngủ phi thời. Đó là điều phục tâm. Ví dụ hai, tâm tức giận, sân hận một người nào đó, ta không làm theo như vậy, luôn giữ tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Đó là điều phục tâm. Ví dụ ba, khi thân bị đau nhất, ta giữ tâm bất động, không dao động, không hề sợ hãi, không sợ chết, không lo bệnh nặng hay nhẹ, không đi bác sĩ uống thuốc này thuốc nọ để trấn áp tinh thần, vân vân. Đó là điều phục tâm. Chứ không phải điều phục tâm theo kiểu Đại Thừa và Thiền Đông Độ là tập trung tâm cho hết vọng tưởng. Khi điều phục tâm được như vậy thì tâm được thanh thản, an lạc và vô sự. Khi tâm ta sống được an lạc và vô sự thì ta mới dạy người điều phục như kinh dạy: khéo điều mới điều người, khó thay tự điều phục. Bài kệ này hàm ý Đức Phật dạy các đệ tử của mình khi tu tập chứng đạo xong thì mới dạy người. Còn nếu như tu chưa chứng đạo mà vội dạy người tu tập là dạy sai. Tại sao vậy? Tại vì tâm mình còn như đống rác bẩn, chưa tự điều phục được. Khó thay tự điều phục. Vậy mà đi dạy người là dạy làm sao? Nhưng khi biết cách điều phục tâm, tâm không còn ương ngạnh, tức là tâm không còn tham sân si. Tâm không còn tham sân si, tức là tâm bất động. Tâm bất động là tâm nhu nhuyễn, dễ sử dụng. Tâm nhu nhuyễn dễ sử dụng là tu đã xong. Chừng ấy ta mới dạy người đâu có muộn, phải không các bạn? Khéo điều mới điều người, khó thay tự điều phục. Mục đích tu hành của chúng ta là nhắm vào chỗ cứu mình ra biển khổ, chứ không phải làm thầy dạy người tu. Cho nên khi tu chưa xong mà dạy người thì làm sao người tu cho được, phải không các bạn? Hai câu đầu của bài kệ trên đây xin các bạn lưu ý. Đây là lời nhắc nhở của Đức Phật đối với những người tu chưa chứng mà đi giảng đạo.
Phần đông các giảng sư dạy người tu rất hay, nhưng chính ông ta dạy ông rất dở. Ví dụ, các bậc tôn túc thường truyền dạy Phật tử phải giữ gìn 5 giới, 8 giới hoặc 10 giới. Nhưng trái lại, các ông đều phạm tất cả các giới cấm này. Không còn một giới nào mà các ông không phạm. Cho nên Phật dạy, dạy người như thế nào, hãy dạy mình như vậy. Ghi nhớ lời dạy trên đây, các bạn hãy nhìn xem các ông giảng sư thời nay có đúng như lời chúng tôi đã nói không? Hết.